Cửa hàng chúng tôi chuyên kinh doanh đồ lót 12 giờ với nhiều mẫu mã, kiểu dáng đa dạng, kích cỡ khác nhau. Cửa hàng chúng tôi chuyên kinh doanh các mặt hàng kênh tạp hóa, bánh kẹo và những vật dụng khác. Với những kênh sản phẩm khác nhau, khách hàng có thể thoải mái lựa chọn những vật dụng mình cần, cũng có thể tiện đường lựa chọn cho mình những sản phẩm áo ngực mà không cần phải đi đâu xa. Với nhiều loại áo ngực khác nhau, từ mẫu mã đến màu sắc. Cửa hàng chúng tôi chuyên kinh doanh tất cả các loại áo ngực, đa dạng về màu sắc, mẫu mã, từ những mẫu áo ngực mút dày đến mút mỏng, không gọng đến có gọng, những mẫu thiết kế trơn đến những mẫu thiết kế ren, những mẫu dành riêng cho người mập đến những mẫu dành riêng cho người gầy. Và những mẫu sinh ra cho cô nàng ngực lép cũng có những mẫu sinh ra cho cô nàng ngực khủng. Khách hàng có thể yên tâm thoải mái lựa chọn những mẫu áo ưng ý, sẽ tùy vào kiểu dáng và kích cỡ mà chọn cho mình những chiếc áo ngực ưng ý nhất. Cách chọn áo ngực cho cô nàng ngực khủng. Có được vòng một đầy đặn là một mong ước của nhiều chị em phụ nữ. Tuy nhiên, vòng một quá cỡ rất khó lựa chọn áo ngực. Chính vì vậy, hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cách chọn áo ngực cho cô nàng ngực khủng. Kích cỡ áo ngực. Những cô nàng ngực khủng nên chọn những chiếc áo ngực đúng với kích cỡ của cơ thể mình. Chọn đúng kích cỡ thì bầu ngực sẽ được ôm trọn và trông gọn gàng hơn. Nếu như chọn sai áo quá nhỏ hay quá rộng sẽ khiến cho vòng một dễ bị biến dạng và chảy xệ. Chất liệu áo ngực. Những cô nàng ngực khủng thì nên chọn cho mình những chiếc áo ngực có chất liệu mỏng, nhẹ, thoáng mát như ren.